nhất đưa tới sự thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sự sầu não, diệt trừ khổ ô, thành tựu chân trí, chân ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Này chư tỳ khưu, như thế nào gọi là bốn? Này, vị tỳ khưu sống quán thân trên thân, tinh cần tinh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Còn vậy quán thọ trên các thọ, tinh cần tinh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quán tâm trên tâm, tinh cần tinh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Quán các pháp trên các pháp, tinh cần tinh giác để chế ngự tham ưu ở đời. Đây một bài ở trong đại sứ niệm xứ bài kinh ra chế một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Chỉ để xả ly. Như thế nào gọi là xả ly? Một câu hỏi của một người Phật tử ở Cali chuyển qua do người Phật tử là Thanh Đạo, tên đại là Thanh Hồng, hỏi bạch ngài, một người Phật tử bị bệnh Parkinson, tay rung chân rung, rung là thân, vậy như thế nào gọi là tâm, muốn quán tâm như thế nào? Quán tâm chứ vậy. Thay Đức Phật dạy một bài kinh độc nhất, vừa quán thân, vừa quán thọ, vừa quán tâm và vừa quán pháp, quán hết. Quán như thế nào? Phương pháp xả ly. Xả ly chỗ đó, ly ở đó để xả gì? Ly như thế nào? Tham ưu ở đời. Ở đây, ở đời quan tâm. Đức Phật nói cái thân ta cách ly, cách thuốc trị. Đức Phật tiến tới tâm, thấy không? Đâu có thấy tâm. Ai thấy được tâm? Đại tờ của Đức Phật. Y khoa ngày hôm nay quang minh, tiến bộ tới chụp được tâm không, thấy tâm không, không tiên tay đa. Vậy Đức Phật dạy các ngài là quán thọ thấy, thấy thân rõ ràng, các cảm giác thấy rõ ràng, tâm thấy rõ ràng, pháp thấy rõ ràng. Chỗ này quán như thế, xả ly. Vì trong thân cũng xả ly, trong thọ, các thọ cũng xả ly, cũng tâm cũng xả ly, cũng pháp xả ly. Xả ly, buông bỏ. Buông bỏ nó không có. Không có. Như vậy không có. Không buồn, không lo. Một cuộc đời không buồn, không lo còn cái gì? Thân thì khổ. Đức Phật dạy, thân khổ lạc thân. Đất nước là do có cái thọ ở trong thân. Vững. Này, nói về thân tâm chưa rõ, nói mà vững. Thân là gọi là sắc vững, họ vững, tưởng vững, hành vững, thức vững. Như vậy cái thân này qua cái gì đặc tính của thân, hầu hết chúng ta biết tứ đại, cứng mềm, đất, dính hút nước, nóng lạnh, lửa, căng đồng rùng gió, thân. Thọ cảm giác ở chỗ nào? Thân thọ là xúc khâu vệ tà na, đúc khâu vệ tà na, ba vệ tà na ở trong kinh pháp tụ. Đúc khâu vệ tà na, xúc khâu vệ tà na, úp bê khâu vệ tà na. Đức Phật dạy rõ ba thọ. Thọ khổ, thọ lạc, khổ lạc thân, tâm, xả ly. Xả ly hằng cách đấy, nó là như vậy. Thở vô phòng phòng, thở ra thể, thở vô ra, nó là nó rung căng chưa đâu, nó là nó xả ly. Ý nói không phải mình, không phải bạn ngã, không lo được, nó là nó rung. Cái gì rung? Còi mắt, còi cây rung, cờ rung. Cái gì rung? Gọi là gió. Gió chuyện vậy, trong thân mình nó rung, mình đặt tên nó khi cũng là gió. Rồi cái gì được?
trong con người nó có cái tâm, và nếu tâm ở trong thân ảnh hưởng cái gió, ảnh hưởng đất nước. Thay cái này mới có cảm giác là cái thọ, thọ gì? Thân này chỉ có khổ lạc thôi. Và nếu ưu hỷ thầy tâm, thầy Đức Phật đã xả ly rồi, biểu chúng ta sống ở trong thân xả ly, ở trong thọ xả ly, ở trong tâm xả ly, ở pháp xả ly. Thầy cho này kinh rất là rõ, quy được khu quán thân trên thân, tinh cần chánh niệm này, tinh cần cố gắng này, bây giờ niệm tình giác chánh giác, sát na định sát na, để chế ngự tham ô trong lời. Trong cái này không có tham, không thu, chỉ cảm giác rung chuyển, cảm giác cái thân này. Nếu nó đào nó nhất thân này, nhưng cái tâm mình phải xả lý tâm này. Hay rõ ràng Đức Phật đại dạy chúng ta cách xả lý. Đây là của biết trùng. Biết trùng gì? Biết trùng của cái tâm, nghe nào? Biết trùng của cái tâm. Thế cấp xả ly, đấy, Phật tử hỏi cái chỗ này nè, thầy biết rung rung, và nếu Phật tử không buồn khổ nó biết cách rung rung, thầy chỗ này mình làm gì nó? Rõ ràng cái thân này nó thay đổi. Thay đổi do gì? Vật thật nó thay đổi, làm gì nó? Dùng vật thật là thân thay đổi không? À, thân này, cái gì nữa? Thời tiết thay đổi thân. Cái gì nữa? Tâm thay đổi thân. Mà tâm thay đổi rồi đó, làm gì thế ra? Thấy tâm thay đổi chúng ta mới xả ly, à, thở vô và thở ra, rung rung, không buồn không lo. Rồi cái gì nó thay đổi? Nghiệp thay đổi. Nghiệp thay đổi đó, hồi kiếp trước tất cả mang một cái nghiệp chúng ta, bệnh hoạn mà chúng ta có đó, do cái nghiệp hồi kiếp trước. Thế khoa học nó vậy đấy. Tại sao ông tỷ cha tôi cũng phải bệnh mẹ tôi không biết lý do như thế nào, nó nói nó không biết lý do rồi. Đức Phật nói nghiệp người ta, thế nghiệp nó tới. Hay như vậy mình trị bằng cách xả ly rồi, nghiệp mình không thương không ghét nó, không có chỗ này chỗ trả nghiệp trên này mới là để trừ cái nghiệp cũ này. Nghiệp cũ trừ, nghiệp tới chúng ta không gieo thêm. Thầy cho này khi năng vô ra năng nô văn na thi sam bồ văn vi ra thì chặt tê gia thức ca gia thức kê bồ vát miên tê khi na phi cha ai về rồi lịch chân ta nếp ban đệ thi ra gia tha dặn với tiêu vọng nghiệp quá khứ diệt trừ chặt đức tương lai ngăn ngừa hiện tại chân niệm sống trong hiện tại, sống xa ly chỗ này cho chúng ta trừ cái nghiệp cũ bằng cách không buồn không lo. Như vậy chúng ta phải trả, nó không có ai trả thế mình được. Cái chuyện của tấm nhà ngươi vay mượn, nhà ngươi phải trả. Thế gian này cũng vậy, mượn rồi phải trả, nhà mua rồi trả tiền mà cái thằng tháng đó buồn không? Sao buồn? Mình đã mua 10 năm, 20 năm, 30 năm, thầy phải trả, thầy phải trả hết rồi, trả hết thầy cái nhà của mình. Thầy Đức Phật dạy rất là rõ vấn đề xả ly ở trong Phật giáo. Này, xả ly đây gì? Đã diệt quyết trùng ở đời cái quyết trùng siêu trùng, đã diệt tam độc. Tam độc là tham sân si, như vậy nó có cái nhân của nó, nhân tham, nhân sân si, cái này là không tốt. Còn cái nhân tốt là gì? Không tham, không sân, không si. Như vậy nếu mà tâm chúng ta còn chứa đựng tham sân si thì chúng ta bệnh. Và nếu tâm chúng ta không còn tham, không còn sân, không si thì chúng ta khỏe. Chúng ta giải thoát, ôi xả ly của Đức Phật ngài như vậy, còn thiếu cái gì nữa? Bài kinh rất là rõ, các ngài tụng một ngày, đây, mỗi ngày ở Như Lai thiền viện, đây, mỗi ngày đọc bài đó là bằng tiếng Pali, thì tiếng Việt dịch rõ ràng, đấy. Đây, cần thắc mắc thì cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo đó đó. Một hơi thở vô, biết thở vô,
Thà ra đi, thà ra. Cúng dường Đức Phật bằng cách thành đạo, ai cũng thở hết. Vậy chúng ta thở đó có cúng dường đâu không? Cài cài tác ý. Cài tác ý. Tác ý chúng ta như thế nào? Muốn làm cái nào? Tác ý. Tác ý cúng dường Đức Phật là khác. Rồi. Không có tác ý cúng dường là khác. Vậy đó. Vậy tác ý cúng dường bằng cách thành đạo như thế này. Thở vô tôi biết thở vô, thở ra tôi biết thở ra. Người đời có biết như vậy không? Không biết. Vậy cái lợi ích gì? Tôi không thở, tôi không niệm, thầy tôi cũng sống vậy. Vậy mất công gì phải ngồi mà thở như vậy? Cài cài cái lý thì nói dễ hiểu đó, nhưng mà sự thật có đúng như vậy không? Đang sống như hơi thở, không có 3 phút hơi thở lại chết. Nhưng có tâm, con người của mình có thân, có tâm cõi này. Vậy cái tâm của mình sống không? Sống trong gì? Đất nước là gió. Đây, tục đế, đất nước là gió. Còn chân đế như gọi là đại, lớn nhất, đại. Vì tâm nó sống trong đó. Địa đại, thủy đại, hoa đại, phong đại. Mà trong đại nghiên cứu như là cũng nói đây đất nước là gió, rồi cái gió đang sống như nó, đang sống như nó và sống như nó, không có 3 phút là chết rồi. Rồi chừng nào mình không có cái đó, ai mà biết, ai trả lời được câu đó? Vì vậy Đức Phật dạy một bài kinh rất là sông đồng như thế nào. Thầy Tăng Nan Va Ca Mây Dạ Nắp đề càng khai anà ca tăng Yata tê tam hi nam tăng Pạch chụp bần nành Yang tê vã Pạch chụp bần nành Dê yô tham măng Tát thá vi pa sát tê. Như thế nào mà khúc trước này. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầng, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây rồi. Và pháp hiện tại, tuệ quán chính này, quán như này, nên tuệ quán chính là đây. Tuệ quán chính là đây. Tuệ quán như thế nào là tuệ quán? Thở vô, không quên hay thở. Cái mình không? Không, chỉ biết hơi thở rồi. Không có mình tham không? Không, không tham mấy thở. Thở ra, biết thở ra, nó đi rồi. Tiếc nó không? Không tiếc. Giận nó không? Không có giận. À, quên không? Không quên. Chỉ thở vô, thầy không có tham. Và thở ra, không có sân. Không quên hay thở. Ồ, đã xả ly. Xả ly bằng cách đó. Xả ly ở hơi thở. Nè, thở vô chuyện của hơi thở gió. Ôi khách thôi, chào mừng. Nó đi, đưa đi nó là nó. Vậy trong cái hơi thở là gì? Nghiên cứu Đức Phật Thích Thăng. Ôi, Parang là gì? Không phải của mình. Thích Thăng, Parang, Thích Thăng. Không phải là vật mượn của người khác. Nó là trống rỗng, nó không trong đó. Suy nhân rồi, hơi thở, xả ly, không có tham, không có sân, không có si. Đây gọi là thân hành. Tại sao gọi là thân hành? Nó trống do nhờ, do hoạt động. Thân hành, do hoạt động như nào? Có do vô, do ra, dù thức, dù ngủ, vần có gió mới gọi là thân hành. Như vậy gọi là khẩu hành. Nó đọc là thở vô rồi thở ra, nhưng rồi khẩu hành. Thôi, Đức Phật này trong cái đó có cái tầm với tứ. Khi mà chú tâm theo hơi thở và theo hơi thở được từ đầu tới cuối, mới niệm là thở vô và thở ra, phòng xẹp à, vì chú tâm và theo dõi khiến cho niệm được. Như vậy cái tiếng niệm là tiếng của
khẩu nghiệp thay thế cho lời nói, thân hoạt động như vậy. Bây giờ lời nói đó gọi là chánh niệm. Bây giờ tiến tới dễ gọi là thân hành khẩu hành. Ý hành như thế nào? Tâm hành động. Coi. Tâm hành động do thọ tưởng bắt đầu nó hoạt động. Thọ tưởng khiến cho tâm nó hoạt động như thế nào? Tôi đang ngồi, tự nhiên nó mỏi, nó đau đi nhất. Và bắt đầu tâm hay biết. Ôi, trên lưng tôi, trong mặt tôi, nó rần. Người hành thiền mới cảm giác cái đó rất là rõ. Người đợi ngồi lâu, quên, đau nhất. Trở người, lắc người, nhai mắt, gãi tai, vân. Với người biết cách sống theo lời dạy của Đức Phật nào là thân hành khẩu hành, ý hành coi bắt đầu tâm nó hoạt động, cảm giác đau nhất từ đó chính là do thọ này. Thế cái này gọi là thân thức. Thế rồi có cái nó là tưởng như nó ngồi nó vọng ra tới tưởng tới khiến cho tâm hay biết, ngồi xét tới quá khứ tương lai vô thường ai biết được. Này, như vậy Đức Phật mới dạy chúng ta hai cố gắng. Bạch chúc bản năng cho vô tham mang tathātathā vipassati. Này, tathātathā vipassati. Asang vi asang kuppang. Về chân nhà tăng quốc thà. Manopurusye Achevakichamatapang Kochanya marnang suve Ananang Evang Maha Thirana Vanyare. Này, cái câu Pali như thế nào để sẽ tìm sẽ đọc lại cho coi. Coi đó, coi trong vô thường vô ngã. Tây tăng nhanh bá ca mây giá nắp đề căng khe na ca tăng yá tạ tì tâm bây nàn tăng áp bạch tăng cha na ca tăng bạch chục bánh nàn cho vô thầm ma tạc thạ tạc thạ vi pa sa tì sang cụ băng sang a sang hi răng a sang cụ băng yê chanh nhá mà ra năng su vê Ajevakichamatapang ko chanya maranang suve Hema karanang maha suve Nahe no sankarate na maha se ne Ah.
Nothing. Dạ chú Thái, dạ. Con cũng không biết nữa, tại nó để là hồi nãy để chú là host, tự nhiên nó nói là end by host meeting, con cũng bị disconnect, giờ con vô lại rồi nè. Thì đó, chú là nó disconnect. Con cũng không hiểu nữa, tại vì lúc đó là con không còn quyền host nữa, nên con không hiểu tại sao nó để là disconnect nữa. Dạ. Nên bây giờ vô lại rồi nè, nhưng mà giờ con phải gọi sư để không thôi là bị miss á. Dạ. Đúng rồi, cái cô Chi gọi cô Trinh á. Dạ, gọi cô Trinh. Dạ. Thưa sư, con cũng không có thấy được ngài Kim Triệu. Dạ, quý Phật tử mình đợi một lát để mình thỉnh ngài trở lại vì cái system nó bị hết ốp đó. Mình đợi một lát. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ. Giải thoát não trung tâm đó là đạo Phật dạy, nhưng ta tưởng thường cho đúng là như vậy. Bây giờ tới vấn đề cúng dường đơn Phật bằng sự hình tạo, ta từng đúng rồi, chúng ta hành đạo để cúng dường đơn Phật bằng cách hành đạo, còn 20 phút biết. Nếu mà chỉ lý thuyết xuông rồi, không có cúng dường bằng sành đạo, không cúng áp bảo bằng sành đạo và cúng dường tăng bảo bằng sành đạo, nếu chúng ta cúng dường ngày đúng mới vừa nguyện là chúng ta cúng dường, chúng ta dùng hành đạo bằng gì? Bằng cách ly. Chúng ta nguyện cách ly rồi, trong ngày nay cả cuộc đời chúng ta cách ly, hoặc là cách ly tạm một ngày một đêm, vân vân. Rồi cái đó Đức Phật dạy xả ly. Xả ly bằng cách nào? Ở trong bài tư niệm xứ luôn luôn
Quý nào mà thực hành bốn niệm xứ Đức Phật dạy, người đó gọi là vị tỳ khu. Vị tỳ khu người sợ, sợ sự luân hồi, sợ sự chết, và môn giải thoát sự chết đó, gọi là vị tỳ khu. Vậy trong bài kinh đó này, các vị tỳ khu, cái ý nghĩa chung, người nào mà đi trên con đường mà Đức Phật khám phá ra, rồi Ngài để lại là một cái thuốc trường sanh. Và nếu chúng ta dùng đó mới diệt vi trùng của tâm, và nếu diệt vi trùng của tâm được rồi, chúng ta giải thoát, gọi là mãi mãi, mãi mãi là mãi mãi. Đó là xả ly mà chúng ta hành. Một cái hơi thở, cúng dường một cái hơi thở với tinh tấn, hướng tâm không quá khứ, không tương lai, trở về với hiện tại. Trở về với hiện tại, biết hơi thở rồi, tinh tấn, đây là thiền pháp. Rồi duy trì thiền pháp mà đang có, gọi là thân hành. Thở vô cũng như là thở ra. Tâm sống ở đâu? Tâm sống bây giờ. Sống bằng cách nào? Sống bằng cách biết. Biết là tâm. Biết. Nhưng cái này chỗ này là nó đã đi ở trong thập nhị như nguyên nữa. Biết là sống, không biết là luân hồi. Avijja sankhara. Vì vô minh duyên hành, hành duyên thức. Thế chỗ này giải thoát xa ly. Thầy mời quý vị theo dõi hơi thở với phương pháp xa ly, diệt trừ tam độc quy trùng trong tâm của chúng ta. Thở vô cũng như thở ra, không buồn, không lo, không quên. Thầy chỗ này gọi là quy từ cuộc sống, quán thân trên thân, tinh cần tinh giác, để chế ngự tham ô ở trong hơi thở, không buồn, không lo, không quên hơi thở. Chỗ này loài trời ở chỗ đó, trong không khổ nào nữa. Và nếu quý vị ngồi lâu lâu đau đau thì cũng vậy. Thọ đó nó là cảm giác, nó cảm giác ở đó đó đó, nó là nó. Thì nếu hơi thở vô thở ra là cái nó và cảm giác cùng của nó nữa. Như vậy chúng ta hướng tâm chúng ta ra khỏi điều kiện quá khứ, tương lai và hiện trên đó nữa. Như vậy Đức Phật mới dạy quy từ khu quan thân trên thân, chứ đừng có nằm chui ở đó, chết cho đó, không xả bỏ nó. Thấy thở cũng vậy, tâm cũng vậy, và pháp vậy. Mời quý vị cung dường Đức Thế Tôn bằng cách hành đạo, gọi là Bút Tê của người Tây Phương dùng. Ngài của Đức Phật, mình nói là tháng của Đức Phật là Visakha Puja, cúng dường Đức Phật bằng cách hành đạo. Ai cúng dường Đức Phật Buddha Puja Mahatecho, ai cúng dường Đức Phật có đức, có đức nhiều lắm. Như vậy các vị tiền bối mới nói cha mẹ tu hành để đức cho con, muốn con của mình có đức thầy ráng tu đi, đừng có nghĩ, đừng có gì hết. Đức Phật bổn A Tăng Kỳ 100.000 kiếp, Ngài tu rồi Ngài có gì? Đức, gọi là Đức Phật. Đức Phật Ngài có đức, nhờ đức đó mà chúng ta mới sống với bóng hào quang của Ngài. Để quý vị tiếp tục xả ly. Biết cách xả ly là trong bây giờ đó, không buồn, không lo trong hơi thở. Và cảm giác cho đó làm sao lên khỏi cảm giác đó. Quý vị biết cách niệm rồi, quá biết, thầy chỉ có cung dường rượu tạo một cái điều kiện như vậy. Chúng ta cơ hội, chúng ta tạo, không phải tự nhiên mà có. Như vậy rằm tháng bê sát, chúng ta cung dường Ngài bắt đầu. Còn vài chục phút mời quý vị trở lại với chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, để mà
chúng ta thấy tâm chúng ta xả được buồn vì lo, trong tâm con buồn vì lo, chỗ này gọi là xả lì ở trong Phật giáo. Mời quý vị trở lại với hiện tại. Hay là hết lòng, có nghĩa con đem hết lòng, như vậy không dành giữ gì nữa, hết lòng cúng dường Đức Thế Tôn bằng một hơi thở trong đời sống của con, bằng cách không tham, không sân cùng si, nghĩa đó là xả lì. Thở vô, biết thở vô. Và nếu thở vô, biết thở vô, thì cái nhân nó lại vậy, nó có cái quả trở lại bụng phòng, biết phòng xe, biết xe. Hai nơi đó là cái nơi có thể chú tâm được, tùy theo cái gì đã từng thực tập. Không quên sự chuyển động của thân, không quên hơi thở, ý nơi cảm giác được trong con người của mình căng hoặc di động, di động hoặc rung, đó gọi là thân, quán thân, nên thân. Nếu hành giả cảm thấy đau nhất trong thân bất cứ chỗ nào, hành giả ghi nhận đau chỗ nào thì đau chỗ đó nhất đó, thì ghi nhận đau đây, đau là thọ, đau là thọ khổ. Hành giả ghi nhận quán thọ trên khổ như thế nào, nó là một cái tâm sở, chỉ cảm giác là nó đi chung với thân,
Đi chung với tâm. Bây giờ tâm đã đưa vào thân rồi. Rồi bây giờ tâm thân này có còn một cái cảm giác là thọ. Thay như vậy tâm phải trên nó quán các thọ, trên các thọ. Không phải cái thọ này không phải là thân, không phải là da, không phải da đau, không phải thịt đau, không phải xương đau, không phải tuổi đau, bạc đau, xuyên thâu. Thấy chỗ này đó, ôi thọ, 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 cảm giác từ thô. Nhận lại cung dường Đức Thế Tôn bằng cách thành đạo. Nhận đạo bởi vì nhận lại thì thọ khổ. Ôi thân này nó như vậy, thân như vậy thì thọ. Cuối cùng, ôi cảm giác là cảm giác. Dù khổ dù lạc nó là cảm giác. Đây gọi là quy từ cuộc sống, quán các thọ trên các thọ, tinh tấn theo dõi chánh niệm sát na định, sát na định, và thay được cảm giác là thọ. Xả ly trong này, không phải tôi, không phải ta, không phải các bạn ngã, không phải linh hồn. Không buồn, không lo cho nó, lo là cảm giác. Mục vấn gọi là thọ vấn. Nó sanh mục lực cho tâm, diệt mục lực cho tâm, một đối tượng cho tâm, một căn cho tâm, gọi là thọ. Nó là thọ. Nhưng tâm này là tâm xả ly, nó là nó là nó vậy. Và nếu nó là nó, trả lời thấy tâm mình không buồn đô xa, không lo apicha đô mana sang xả ly trong thọ.
trường hợp thấy tâm suy nghĩ, tâm phóng duy niệm, suy nghĩ, suy nghĩ. Hay đây gọi là chương của tâm. Đức Phật dạy 16 loại tâm. Sra căng chất tăng, vitra căng chất tăng, tuto sang chất tăng, vitto sang chất tăng, smohang chất tăng, smohang chất tăng. Tâm tham biết tâm tham, tâm không tham biết tâm không tham. Tâm sân biết tâm sân, tâm không sân biết tâm sân. Tâm si biết tâm si, tâm không si biết tâm không si. Sân kết tai chất tăng, biết kết tai chất tăng. Tâm loạn biết tâm loạn, tâm không loạn biết tâm không loạn. Ma ca tăng chất tăng, ma ca tăng chất tăng. Tâm có thiền, đại hành tâm, và tâm không có đại hành tâm. Ý là tâm ở trong cõi này, ở trong cõi dục giới biết tâm, tâm. Samai tăng chật tăng, samai tăng chật tăng. Tâm định biết tâm định, và tâm không định biết tâm không định. Chương tâm, chương tâm. Một tăng chật tăng, một tăng chật tăng. Tâm xả ly biết tâm xả ly, tâm chưa xả ly được biết tâm chưa xả ly. Tâm, tâm, quan tâm. Tâm vọng nhớ tới sắc tương hương vị xúc. Như vậy tâm tham sanh lên, ai sanh lên biết, và không có biết. Bực tâm phong bực bội sanh lên. Quang bực bội, rồi dây này, quang pháp, quang pháp. Mà buồn ngủ sanh lên, ghi nhận buồn ngủ. Quan pháp, không buồn ngủ, quan pháp. Vọng, không vọng, hoài nghi, không thấy được gì, không thấy được gì. Quan pháp, quan pháp.
Và nếu không có nó sinh lên, không có mặt của năm triền cái, và khó có mặt cái năm cái gì sinh lên, ôi lục căn lục trần, thân biết, hai biết, nóng lạnh cứng mềm, tâm bắt đầu hai biết âm thanh, vân vân pháp rồi, quan pháp, quan thân, quan thọ, quan tâm, quan pháp bằng cách xa ly, đây là phương pháp Đức Thế Tông dạy đệ tử của Ngài. Mọi người có niềm tin như Ngài, đi trên con đường Ngài là sẽ giải thoát khỏi sự đau khổ. Chương trình ngồi như vậy, và trường hợp quý vị đi rồi đi thiền, đi tới đi lui, mặt bước tay bước, rồi biết thêm đi mau biết đi chậm, một bước một niệm, mặt bước tay bước, thêm niệm thêm, một bước hai niệm, giả đạp, niệm thêm, một bước ba niệm, giả bước đạp, đây gọi là thiền hành. Và tiếp tục thiền ngồi và thiền hành, chương trình cung dường Đức Phật 1 giờ trong đêm nay chấm dứt. Chúc quý vị được 5 điều hạnh phúc, sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh, có trí tuệ sáng suốt để xa ly những sự đau khổ trong cuộc đời của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xa thứ lần hai con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thánh. Đã tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai thần giác bảo, là quan tâm và tâm tâm. Các tội lỗi mỗi con Ekayano ayam bhikkhave makho satthanang visuddhiya
Soka paridevanang samatikamaya dukha domanasanang atangamaya nyayasa atigamaya nipanasa sakikeveyahaya yadidang jataro satipatana katame sataro itabikawebihu kaye kayandupasi weharati atapi sampayano satima vinehya loke apicca domanassa vedana suvedana nupassi viharati atapi sampayano satima vinehya loke apicca domanassa citta citta nupassi viharati atapi sampayano satima vinehya loke apicca domanassa tamme sutammanupassi viharati atapi sampayano satima vinehya loke apicca domanassa aham avero mi atya pacho mi aniko mi sukhiyatanam pariharami mama mata pitu acariya ca nyati metta ca saprammacarino ca awerahontu apyapacahontu anikahontu sukhiyatanam pariharantu imasmin arame sape yogino averahontu abhyapachahontu anika hontu sukhiyatanam pariharantu imasmin arame sape pihu samaniraja upasaka upasikayo ca averahontu abhyapachahontu anikahontu sukhiyatanam pariharantu
Amakang Chatupacaya Jayaka Awera Hontu Abhyabhaja Hontu Anika Hontu Sukhiyatanam Pariharantu Amakam Araka Devata Imasmin Vihare Imasmin Awase Imasmin Arame Araka Devata Awera Om Tu Avyapacha Om Tu Anika Om Tu Sukhiyatanam Pariharantu Sape Sata Sape Pana Sape Pota Sape Pokala Sape Atapawa Pariya Pana Sapa itio Sape Purisa Sape Ariya Sape Anariya Sape Dekwa Sape Manusa Sape Vinipatika Awera Hontu Abhyapacha Hontu Anika Hontu Sukhiyatanam Pariharantu Dukha Mucchantu Yatha Latha Sampatito Ma Vigacchantu Kamasaka Purati Maya Disaya Pachi Maya Disaya Uttaraya Disaya Dakinaya Disaya Puratimaya Anudisaya Pachimaya Anudisaya Uttaraya Anudisaya Dakinaya Anudisaya Hetimaya Disaya Uparimaya Disaya Sape Sata Sape Pana Sape Pota Sape Pogala Sape Atapawa Pariya Pana Sapa Itio Sape Purisa Sape Ariya Sape Anariya Sape Dewa
Sape manusa Sape vini patika Avera hotu Abhya vajya hotu Anika hotu Sukhiyatana Pariharantu Dukkha mucantu Yathalata sampatito Mavigacchantu Kamasaka Utang yawa pavagacca Atho yawa avichito Samanta cakawalesu Yesata patavichara Abhya bhajya niveraja Nidokha janu bhajava Utang yawa bhavagaja Ato yawa avichito Samanta cakawalesu Yesata udakecara Abhya bhajya niveraja Nidokha janu bhajava Utang yawa bhavagacca Atho yawa avichito Samanta cakawalesu Yesata akasejara Abhya bhajya niveraja Nidokha janu bhajava Imaya dhammanu dhammapatipatiya Bhutang bhujemi Imaya dhammanu dhammapatipatiya Dhammang bhujemi Imaya dhammanu dhammapatipatiya Sangkhang bhujemi Imaya dhammanu dhammapatipatiya Matapitaro bhujemi Imaya dhammanu dhammapatipatiya Ajariye bhujemi Atta imaya patipadaya Jaramaranangha Parimukhisami Idang me punyam Avakaya vahang hotu
y đăng mê si lăng mắc gà pha la nhà na sa pa cha yo ho tu y mang đô hô nhà pha găng sa pa sa ta năng đề ma sa pê sa ta su ki ta ho Sa-tu, sa-tu, sa-tu. Chư thiên ở trên hư không, địa cầu thương ở rõ thông mọi điều. Lòng dương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phương đều chúng tôi. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng tôi vui thu đạo màu, thu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vi lai. Và bây giờ là gian chúng ta đi kinh hành.
Bây giờ thì sư xin bày giây phút để dịch ra tiếng Anh cho một số người nước ngoài, một số vị mà không có hiểu tiếng Việt. Dạ. Dạ, bây giờ là California là nghỉ ngơi. Bên Úc là dùng cơm buổi trưa. Việt Nam là 8 giờ sáng. Nên nói chung bây giờ này là bên Florida, Texas với Việt Nam và những cái khu lân cận thì chúng ta có thể đi kinh hành theo như cái thời khóa biểu. Cái này là ngoài cái chương trình, thì tùy quý Phật tử, quý thiền sinh, chúng tôi có một cái chương trình gọi là tu học. Ở đây là chương trình pháp hành, chúng ta thực tập theo lời dạy của Ngài Kim Triệu. Nhưng mà nếu mà ở nhà, nếu mà quý Phật tử thấy cần có nhu cầu muốn tham gia thì cũng có thể sang để mà tham gia khóa biểu của sư Pháp Bảo hiện đang hướng dẫn ở Hà Nội, cũng rất là tốt. Thường thì chúng ta không có khuyến khích là tham gia hai cái khóa thiền, nhưng mà nếu mà mình trong ở nhà mà mình thấy có nhu cầu muốn học hỏi trong những phút mình hành thiền, chẳng là mình học để mình hành, thì có thể mình có thể sang để mình tham gia cái khóa thiền của sư Pháp Bảo trong cái giây phút này, để mà nghe lắng nghe, và rồi sau đó mình trở về mình tham gia khóa thiền trở lại. Thì đó là tùy quý Phật tử. Dạ, thì dù sao thì có những cái tôi có cho cái pass cái account number với lại cái password cho các em thì để mà tham gia cái khóa thiền của sư Pháp Bảo. So now is the nine o'clock Florida time, 6 p.m. California time. We would like to take this opportunity to make a translation of the Dhamma talk. We will try to do this every night after the Dhamma talk, or in the morning after the morning discussion, to have the translation for everyone. The Salvador said that this morning we have an opening ceremony to celebrate Vesak. And this year we have 2 months of Vesak, which is a special year, it's a leap year. So that is what we are doing right now for this occasion, to celebrate the three occasions of the Bodhisattva was born, the day that the Buddha became enlightened, and then the day the Buddha entered Nirvana. So these three occasions to celebrate and to pay homage and offer to the Buddha, we offer by our practice with this 10-day retreat. The Sadhu said that when we practice, what does it mean? Why we need to practice? We practice so that we can be free from suffering. And this is the suffering from the mind suffering. In daily life, the body, there is suffering of the body. Now we are in the 21st century, and most of the time, the doctor were able to find a medicine to help our body. But now, even now, if the mind is sick, we don't have a doctor to cure the mind yet. So to cure the mind is difficult. And that's why the Buddha is a great doctor. He's a doctor who gave us the medicine to purify our mind, to make our mind happy, really happy, really peaceful, and really liberated. Right now in the whole world, we are facing with the problem with the COVID-19 virus. This virus does not occur in just one family. It does not occur in one country. It's occurred to everyone in the whole world. So it's affecting everyone. And right now we don't have any medicine yet to cure this virus. But one of the best things that we can do without the medicine is to stay separate from the others, to stay away at least 6 feet as we are instructed. And that is right now the best way to keep separated for now, so that if we have the infected, we don't give it to the other people. If the other people are infected, then they won't give to us.
So that is the idea of being separated for now until we get the medicine that we need. So that is one way to protect ourselves right now with the COVID-19. But for the mind, the Buddha said that we can also protect our mind by renounce, by restraining, and by letting go. So this morning, we take the precept of restraining from killing, stealing, sexual misconduct, lying, taking drugs, etc. So that is the staying away from unwholesome deed. So in a way, we don't associate with these unwholesome deed. So that is what we do to keep our body pure, keep our speech pure. Our action is pure and our speech is pure. And then, but now to get our mind pure, how do we get our mind pure? And that's where the practice is. That's what we are doing. We're practicing the insight meditation, Vipassana meditation, also known as the four foundation of mindfulness. So then the Sado would read us the sutta, Ekayano Ayam Bekawe Mako Satanam Visudhiya, etc. It is the sutta that we read every night to remind ourselves of the teaching of the Buddha. This is the medicine that the Buddha gave us. And then what does it mean? It means that by the practice of being mindfulness of the present moment, observing whatever happened to our body, our feeling, our consciousness, and the Dhamma, we will begin to see things as they are, and then we can let go. Yeah. So when we see things as they are with mindfulness, there is no greed, there is no anger, and there is no illusion. So we can get rid of those virus within ourselves. The moment that we know something, with the noting, then there's no wanting. When we know something, there's no hating. And when we know something, there's no not knowing. There is always knowing something. So in one noting, we can get rid of the greed, anger, and delusion. And this path will allow us to gain the liberation, because we can gain the wisdom from this work, practicing the four foundation of mindfulness. Today, there's a question from one of the yogi asking Sayadaw that if someone has a Parkinson's disease, how can he observe, because his body is shaking, how can he become at peace? So the Sayadaw would say that that's what this practice would help, because this practice is meant to observe not only the body, but we have to observe the feeling if the feeling arises. We have to observe the consciousness if the consciousness arises at the present moment, the Dhamma if the Dhamma arises. So we observe the four foundation of mindfulness. So if and at that moment, if someone has Parkinson's disease, if the shakiness arises, if you feel shakiness, then he can be aware of that. And that's part of the body. To observe the body at that moment, the shakiness of the body. And at that moment, with the shakiness, it may make him feel uncomfortable, feeling not well, or however, whatever feeling arises at that moment, note that, then he's noting the feeling. And then his mind, if he feel very worried, or he feel tired, then if he note that, and that means he's noting the consciousness. So in general, this practice, if we observe that, being mindful, then it can be applied at any time, at any occasion. We are practicing to observe the five aggregates. The five aggregates are the body, the feeling, the perception, the sankhara, and then the mind. So whatever arising through the five aggregates, whatever arises through the four foundation of mindfulness, whatever arises through the six sense door at the present moment, we need to observe them.
So the essence here is to be mindful of the present arising objects. Now, according to the, as far as the body goes, we observe the four elements with the body. The body does not know anything, but it has four characteristics, four elements: the fire, the wind, the water, and the earth. And so when we observe, like when we observe the rising movement and falling movement of the element, sometimes we see the movement, that's the wind nature. Sometimes we feel the cold and hot, that's the fire nature. Sometimes we feel hard and soft, and that is the earth nature, etc. So we can see these when we observe the body. We observe the rising and falling movement. As far as the feeling goes, sometimes when we observe the rising and falling movement, we begin to feel different kind of feeling. We feel a pleasant feeling, unpleasant feeling, and neutral feeling. So there's three kind of feeling that we can see when we practice meditation. So that's part of the feeling that we have to observe. Whatever feeling, we have to note them. And when we note them, we see that our feeling, whatever it is, it comes. Before it wasn't there, and then when it arises, it stays for a little bit and it disappears. So all phenomena are like that. They arise and they disappear. And so when you observe the vibration in the body, like when someone has Parkinson and they observe the vibration, that is the nature of the wind in their body. So they can note that. And so with this practice of four foundations of mindfulness, we can really let go. We don't hold on. We are not attached to anything. And the attachment to anything is the cause of suffering. So when we can let go with the wisdom, then we are liberated. We are no longer suffering. At that moment, there is no greed, no anger. And at that moment, we can eliminate all the virus within our mind. Outside right now, we have the virus of COVID-19. That's the body. But within our mind, there are the 10 viruses. So we call the 10 defilements. These follow us. And they, if we don't remove them, then they can continue to make us suffer. And then among these 10 viruses, there are three that are most essential, unwholesome defilements. That's the greed, anger, and delusion. They are like the leader of the group of the defilements. So we need to get rid of them for us to be happy. When you be mindful, then you see that everything is changing. The weather is changing. The body is changing. The mind is changing. And then the karma. Sometimes we see that nothing stays the same. So again, for those who have Parkinson's disease, the sadhu said that if there's anything arise at that moment, just try to be calm and just observe. Just observe as it is to see what happened. Then you can really see the body, the feeling, the mind at that moment without hating it, without liking it. There's no greed or anger at that moment. Just see it as it is. Then you can really see that nature, how everything comes and goes. As far as the karma is what we are inherited right now. So what we have inherited right now is not without a cause. Everything arises with cause. So that's what karma is. Whatever we've done in the past, good or bad, that's what leads to us in the present moment that we have, good or bad. And now, in the present moment, when we do good or bad, will result in the future. So knowing that, whatever we inherit at the moment, we just have to accept that as part of the karma, of the thing that we have done in the past. But knowing that, we also try to do as much good thing as possible in the present moment, because knowing that this is the cause for the future. So try to do good things as much as you can at the present moment. And the sadhu said that if our mind have defilement, then it is sick. The mind is not well. But if the mind can get rid of the defilement, then the mind is well. The mind is liberated. So with this practice of four foundations of mindfulness, we have a chance to
can read on each department one stage by stage until we remove them all for all. They will never come back again. And with this practice, we are following the path of the Buddha. We are taking the medicine that the Buddha gave us, and that is the best way that we can pay respect to the Buddha, offer to the Buddha on this special occasion of Vesak, with our practice, offer to the Buddha, to the Chipujam, with our practice. And being now, as far as the practice goes, when we sit down, we should observe what is most prominent, such as breathe in, breathe out. Usually in our life, we don't have a chance to be aware of our breathing. But the breathing is very important. Without the breathing, we cannot live. So when we sit down, we're aware of the breathing, such as the breathing in, breathing out, or rising movement, or falling movement. So now we be mindful, then we know. When we breathe in, we know we breathe in. When we breathe out, we know that we breathe out. When rising movement, we know. When falling movement, we know. So with the knowing, there is not knowing. There's no delusion. There is the knowing and the wisdom that we are developing. And by being mindful, then we allow the mind to live with the body. They are not; they should not be separated. The mind and the body should always live as one. Wherever the body is, that's where the mind is. And because of that, they are protected, and they don't let defilement enter the mind. The Cicero read a sutta, one of the chanting, and they talk about whatever happened in the past has gone. Whatever happened in the future has not arrived. What happened right now is the most important thing. So right now, such as breathe in, breathe out, try not to forget that we are breathing in, breathing out. Try not to like the breathe in, breathe out, nor hate the breathe in, breathe out. It is just the way it is. There's no hating it, there's no liking it, and there's no forgetting it. We remember to aware of it. And by doing that, that means that we are practicing the right way. We are letting go. We are not holding on to the object. And also we will see that the breathing in, breathing out, they are not part of ourselves. They arise by itself, they go by themselves. We have no control over the breathing. So that is the essence of non-self in the Buddhism that we can begin to understand. There's no I in the breathing. There's no man, no woman. There's no self in the breathing. Just breathing is what it is. And that's the weak nature in the body. And when you know the object, we always have to put effort. If we don't put effort, then the mind will not get to the object. So first we have to aim the mind to the object, such as the rising and falling movement, with effort. And then with effort, aiming, then our mind will face to face with the object. The mind will be at one with the object. The mind does not separate from the object. And by that, then the mind will understand the nature. The mind will have what we call momentary concentration that Sayadaw talked about this morning. Every moment, we need to develop momentary concentration with effort, mindfulness, and concentration. One moment is not much, but if we can continue one after another, and for 2 minutes, 5 minutes continuously, then it becomes very strong. And then we apologize that at that time the connection disappeared for some reason. I think that's just the nature of our impermanence. Nowadays with technology, we are blessed with the technology so that we can listen to Sayadaw Dhamma from every part of the world. But sometimes the same thing, something can be disconnected, just like when it happened, and then we have to lock in again. So we also apologize for that. And then when we return, the Sayadaw say that we have to practice, first of all, to keep our precept, to restrain from bodily and verbal unwholesome. And then we have to practice the four foundations of mindfulness, satipatthana, vipassana,
And with this practice, then we really is a bhikkhu. For someone who can practice for foundation of mindfulness can be called a bhikkhu. A bhikkhu is someone who is afraid of suffering. They are very disgusted by the suffering of life, of born, getting old, getting sick, and death. So someone who is afraid of that, they practice diligently to be liberated from that, and that is called a bhikkhu. So someone who practices the four foundations of mindfulness diligently, sincerely, that is a bhikkhu. The Buddha called that a bhikkhu. So to practice that, we need the effort. Without effort, we cannot practice. We need effort, that is right effort. We need mindfulness, that is right mindfulness. And then we need concentration, which is right concentration. That's where the shadow stop. Shadow said that to practice, that's where you need to practice. And he said that when you sit down, we can observe the breathing in, breathing out, or you can observe the rising and falling movement. Either one, just choose one that is most comfortable for you. But Shadow suggests this morning that for him, he sees that the rising and falling movement at the abdomen is most clear for a yogi to see. So we can try that as instructed by Maharishi Sayadaw. And so when we sit, we should observe everything arise through the body, everything arise through the feeling that arises at the present moment, anything arise through the consciousness and the Dhamma, such as hearing, seeing, smelling, tasting, touching. So we observe everything at the present moment when it arrives, to see the nature of arising and disappearing, impermanence. And after sitting, what do we do? The Sadhu said that we will continue practicing mindfulness by walking meditation. When walk, we put our mind at the foot and then just walk and aware of the movement of the foot. We don't look at the foot, but our mind knows clearly what's happening at the foot. If it moves left or right, the mind knows. We can label left step, right step, left step, right step. And then after that, we can know two steps, lifting, stepping down, lifting, stepping down. And then after a while, when our mind becomes strong, then we can know three steps, lifting, stepping forward, stepping down. The idea is that our mind, we're practicing so that the mind can stay with the object, so that the mind can see the nature. So every step of the foot, the mind stay, and then you see how there's the movement, there's the touching sensation, there's the coolness, warmness, heaviness, lightness, all of that the mind can see. And then the mind is not separated from the object, so that we can have concentration at that moment. So that's where the shadow stop for today. We follow that with the sutta chanting, Mahasatipatthana chanting. And then we also chant the loving kindness chanting to conclude it. So that's where we stop today. And we will continue with the practice right now is the walking meditation. And then after that, we will continue with the sitting. At the last sitting from 9 to 10, California time, we also have another chanting. That's in Vietnamese, loving kindness in Vietnamese. Okay, so thank you very much for your attention.